Xin chào mừng các bạn đã trở lại với series sử dụng VBA ở trong Excel. Đây là bài số 7 học VBA với Macro Recorder. Trong mỗi file Excel đi kèm với video kể từ video này thì mình sẽ để hai bảng tính mục lục của những video của mình để các bạn có thể tiện theo dõi nhất. Nếu các bạn muốn theo dõi video nào, các bạn chỉ cần việc click chuột lên đường link mình đã để ở trong bảng tính tương ứng. Và tất nhiên các bạn có thể download file Excel kèm theo video này ở trong phần miêu tả của video. Và đừng quên like hoặc subscribe để nhận được những video mới nhất hàng tuần. Vậy trong bài học ngày hôm nay, đầu tiên chúng ta hãy đi trả lời Macro Recorder là gì. Để giải thích một cách đơn giản thì các bạn có thể hiểu như sau. Macro Recorder sẽ giúp chúng ta ghi lại những hành động mà chúng ta sẽ làm trên bảng tính để sau đó chúng ta có thể dễ dàng thực hiện lại những hành động này bằng cách chỉ bấm một nút hoặc một phím tắt mà thôi. Ví dụ chúng ta có một ô chữ hay một mảng dữ liệu từ ô C8 cho đến ô C12 như thế này. Nếu chúng ta muốn đi đến thẻ Home, chọn nút B để chúng ta có thể in đậm, in nghiêng hoặc là gạch chân cho toàn bộ mảng dữ liệu này của chúng ta. Hơn nữa thì chúng ta có thể muốn là tô màu nền cho mảng dữ liệu này của chúng ta, tô màu chữ cho mảng dữ liệu này của chúng ta. Mà công việc này chúng ta muốn làm lặp đi lặp lại với rất nhiều dữ liệu thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng Macro Recorder để chúng ta ghi lại những cái hành động mà chúng ta làm. Đầu tiên thì để tiện cho việc theo dõi code VBA được sinh ra như thế nào thì chúng ta sẽ mở cửa sổ soạn thảo văn bản VBA lên bằng cách bấm nút Alt F11 như các bạn đã biết. Sau đó chúng ta sẽ kéo nhỏ phần bảng tính Excel này của chúng ta lại để chúng ta có thể vừa theo dõi những hành động chúng ta làm trên bảng tính Excel này và vừa theo dõi được code đã được Macro Recorder sinh ra như thế nào. Và để đến với Macro Recorder thì ở trên thanh công cụ của Excel các bạn bấm vào thẻ Developer. Sau đó ở trong phần code như thế này thì các bạn sẽ bấm vào ô gọi là Record Macro như thế này. Sau đó thì chúng ta phải đặt tên cho macro của chúng ta. Các bạn lưu ý là tên của một macro thì sẽ không được sử dụng những ký tự đặc biệt hoặc là tiếng Việt có dấu. Mình sẽ đặt tên macro của mình là hôm nay trời rất đẹp như thế này chẳng hạn. Ở mục thứ hai thì có thể các bạn có thể sẽ muốn gán cho macro của chúng ta một phím tắt. Và các bạn lưu ý là các bạn không nên dùng những phím tắt phổ biến như là Ctrl C chẳng hạn, bởi vì Ctrl C hoặc Ctrl V là những phím chúng ta rất hay sử dụng ở trong Excel. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là conflict, có nghĩa là sự mâu thuẫn giữa macro của chúng ta với những lệnh có sẵn ở trong Excel. Ở đây thì mình sẽ chọn phím K ở trong ví dụ này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ lưu macro của chúng ta ở trong file Excel này, thế nên là các bạn sẽ để là this workbook. Sau đó phần description có nghĩa là phần miêu tả về macro của chúng ta. Chúng ta có thể viết macro miêu tả của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ có một hoặc hai macro thì chúng ta có thể không cần viết phần description cũng được. Nhưng khi chúng ta có nhiều macro hơn thì để biết được mỗi macro làm việc gì thì chúng ta nên viết phần miêu tả này vào. Sau khi mình bấm OK thì các bạn để ý ở bên phần project, VBA project này sẽ thêm một module mới do Macro Recorder sẽ tự tạo cho chúng ta. Các bạn có thể thấy ở đây khi mình bấm vào dấu cộng này, sau đó nháy đúp vào module 1 thì chúng ta sẽ nhìn thấy macro của chúng ta đã được tạo ra bởi Macro Recorder. Hôm nay trời rất đẹp là tên của macro và keyboard shortcut có nghĩa là phím tắt chúng ta có thể dùng để chạy macro này là phím Ctrl K. Các bạn để ý là khi mình thực hiện bất kỳ hành động nào ở trên bảng tính này thì code VBA tương ứng sẽ được tạo ra một cách rất là nhanh chóng. Ví dụ mình chọn ô C8 thì như các bạn đã thấy là ô C8 đã được chọn và sẽ được biểu diễn dưới dạng code VBA ở đây. Sau đó mình sẽ mở rộng vùng chọn là từ ô C8 cho đến ô C12 chẳng hạn thì code VBA cũng sẽ được thay đổi một cách tương ứng. Sau đây thì mình sẽ đi thực hiện một số định dạng cho vùng dữ liệu này bằng cách là bấm vào thẻ Home và chọn in đậm chẳng hạn. Sau khi in đậm thì chúng ta sẽ thấy được là dòng này là dòng code mới được mở ra, mới được tạo ra. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào in nghiêng thì dòng in nghiêng sẽ lại được thêm vào, sau đó là gạch chân. Tiếp theo đó là mình sẽ tô màu cho vùng chọn này là màu xanh da trời nhạt chẳng hạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây rất dễ dàng là thậm chí là khi chúng ta kéo cái thanh trượt này lên xuống
thì code VBA của chúng ta cũng sẽ ghi lại hành động này. Rất là thú vị. Và để thôi không ghi macro nữa thì các bạn lại trở lại thẻ developer và bấm vào nút stop macro ở vị trí mà chúng ta đã bấm vào nút record macro. Và bây giờ chúng ta hãy thử đi ghi lại một macro mới thật nhanh. Các bạn sẽ bấm vào nút record macro ở đây và sẽ đặt tên là hôm nay trời rất đẹp. Và đây là phiên bản số 2 của chúng ta chẳng hạn, cũng là nút Ctrl J đi. Sau rồi bấm OK thì các bạn lại tiếp tục chọn vùng này của chúng ta, trở lại thẻ Home, chọn B, I, U và tô màu xanh nước biển như thế này chẳng hạn. Sau đó chúng ta lại quay lại thẻ Developer và bấm Stop. Như vậy, như các bạn đã thấy thì chúng ta có thể tạo ra một macro mới rất nhanh bằng công cụ Macro Recorder của Excel. Và bây giờ các bạn có thể tự đặt câu hỏi là liệu trong những dòng lệnh này có dòng lệnh nào thừa hay không, thì chúng ta có thể đi kiểm tra lại một cách rất dễ dàng bằng cách là chúng ta sẽ bỏ những cái định dạng mà chúng ta đã làm đi bằng cách là chọn vùng dữ liệu của chúng ta, trở lại thẻ Home và chọn Clear Format như thế này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ để chuột vào trong macro của chúng ta. Ở đây mình sẽ sử dụng macro thứ hai để chỉ cho các bạn. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt đi từng dòng code này một để xem là dòng code đó có đạt được những cái hiệu ứng mà chúng ta cần hay không bằng cách bấm nút F8 ở trên bàn phím. Thì với dòng nào được tô màu vàng thì dòng đó sẽ là dòng được thực hiện tiếp theo. Mình sẽ bấm nút F8. Và vì mình đã chọn vùng ở đây rồi thì dòng code này của mình sẽ vẫn chọn vùng này thôi, thì chúng ta sẽ không thấy sự thay đổi nào. Nhưng nếu mà mình làm lại chẳng hạn, ví dụ mình đang chọn một ô nào đó ở ô C17 chẳng hạn, trở lại bấm F8 thì như các bạn đã thấy thì dòng code đầu tiên của chúng ta đã thực hiện đúng như mục đích của chúng ta muốn. Và dòng code thứ hai này thì sau khi chúng ta thực hiện dòng code thứ hai này thì vùng dữ liệu của chúng ta cần được in đậm. Chúng ta sẽ thử đi xem là có đúng như vậy không. Đúng như vậy, chúng ta sẽ giữ lại dòng này. Tiếp theo, in nghiêng. Đúng như vậy, chúng ta lại giữ lại dòng này. Tiếp theo là gạch chân. Chúng ta sẽ giữ lại cả 4 dòng đầu tiên. Và với câu lệnh width và end width này thì chúng ta xem chúng ta có thể bỏ được những câu lệnh nào bằng cách bấm F8. Chúng ta F8 tiếp theo. Như vậy, như các bạn đã thấy thì dòng đầu tiên này chúng ta không có gì thay đổi trong vùng dữ liệu của chúng ta cả. Chúng ta thử xem dòng thứ hai có gì thay đổi không. F8 chúng ta thấy là không có gì thay đổi cả. Và chỉ sau dòng thứ ba mới có sự thay đổi. Vậy nên với hai dòng này chúng ta có thể hoàn toàn là xóa đi được. Xóa đi. Tiếp theo chúng ta lại bấm tiếp tục F8. Các bạn không có gì thay đổi cả. F8 không thấy có gì thay đổi cả. Vậy nên chúng ta có thể rút gọn được code VBase của chúng ta rất nhiều bằng cách là bấm nút F8 và quan sát xem ở trên bảng tính của chúng ta đã xảy ra những gì để chúng ta có thể rút gọn được code VBase của chúng ta. Như các bạn đã thấy thì với công cụ Macro Recorder của Excel thì chúng ta có thể tạo ra được những macro rất là hữu hiệu để giúp chúng ta có thể trang trí được dữ liệu, chúng ta có thể đánh dấu được dữ liệu. Và ngoài ra, việc sửa lại macro, sửa lại code VBA không dừng lại ở đó. Các bạn có thể sửa lại code VBA này một chút để chúng ta có thể làm được công việc như sau. Ví dụ, ở đây chúng ta có một vùng dữ liệu là ABC chẳng hạn. Và vùng dữ liệu này của chúng ta khá là lớn. Ví dụ như là có 9 ô chẳng hạn, chúng ta muốn định dạng cho bảng dữ liệu này. Ngoài ra còn nhiều bảng dữ liệu ở nhiều phần khác nhau nữa. Thì hoàn toàn chúng ta có thể tạo ra được một macro. Chúng ta sẽ chọn vùng dữ liệu, bấm nút phím tắt và phần dữ liệu của chúng ta sẽ được định dạng một cách tương ứng. Vậy chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách là chúng ta chỉ cần comment hay là bỏ dòng đầu tiên này đi thôi. Và các bạn có thể thấy ở đây, khi mình chọn vùng dữ liệu của chúng ta, sau đó sử dụng phím tắt Ctrl J thì vùng dữ liệu của mình cũng sẽ được trang trí hay là được định dạng một cách giống như vùng ở phía trên này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.